Moi Barber Shop được xem là một trong những tiệm cắt tóc nam hàng đầu tại Đông Xoài, Bình Phước, với dịch vụ phục vụ chu đáo, tỉ mỉ và chuyên nghiệp. Cuốn hút bởi không gian thoáng mát, giúp bạn thư thái, thoải mái khi trải nghiệm những dịch vụ tại đây. Moi Barber Shop có đa dạng kiểu tóc để bạn lựa chọn, từ phong cách của những nam thanh niên năng động, phá cách cho đến những quý ông ưa thích sự cổ điển và lịch lãm, bóng bẩy hay phong trần, phóng khoáng, bụi bặm. Moi Barber Shop thấu hiểu sở thích và cá tính của khách hàng, từ đó tạo nên những kiểu tóc phù hợp với họ nhất để thể hiện cái tôi của bản thân. Các kiểu tóc tại Moi đều được thiết kế riêng biệt, toát lên vẻ lịch lãm và phong cách của người đàn ông, tôn vinh thần thái nam tính. Không chỉ là địa chỉ tin cậy cho bất cứ cánh mày râu nào đam mê phong cách tóc nam đẹp cổ điển, mà kể cả những phong cách cắt tóc nam đẹp undercut hay bất cứ xu hướng tóc nam hiện đại nào vẫn là sở trường của các thợ tóc tại Moi Barber Shop. Bởi tất cả các thợ cắt tóc tại đây đều có tay nghề cao và được đào tạo một cách chuyên nghiệp.